là ngày của loa 745 các bạn ạ. Vâng, trước mắt các bác đây là hai cặp loa 745 của hai bác khách đã đặt bên em các bác nhá. Vâng, một bác là bác Cường ạ, bác Cường bác ở Lạng Sơn, bác có đặt bên em là một đôi loa 745 này có giá là 4.800.000 bác nhá. Và bác ấy đã cọc với em là 300 còn 4.500.000 các bác nhá. Đấy, hôm nay là ngày lên ngôi của loa 745 bên em các bác. Một bác khách nữa là bác đặt với em là một cặp loa 745 và một bộ dàn các bác nhá. Vâng, và để trước khi là gửi cho các bác ấy thì em có lên một video để là test thử cho bác và cùng giới thiệu cho toàn thể các bác nghe nhá. Bác này là bác Hoàn ạ, bác ở Thái Nguyên ạ, bác đặt bộ dàn này nó trị giá là 15.300.000 bao ship các bác nhá. Đấy, bộ dàn này gồm có một đôi loa 745 các bác và một em đẩy ti cây đi cây là 32 sò các bác nhá. Đấy, và một em quản lý nguồn lách và một em vang thương hiệu JBL nhập xịn sò các bác nhá, toàn hàng xịn sò các bác. Đấy, thì bác nào cũng quan tâm những đôi loa ngon cổ rẻ và đấu hình nghe nhạc hát tên là rẻ này thì liên hệ với em Quân qua số điện thoại 0905312666 các bác nhá. Đấy, và em lên một chút nhạc cho các bác thể thưởng thức chất âm của em nói nhá. Em gặp lại các bác ở những video sau ạ.